thực hư đội tuyển Việt Nam phải trả tiền để đấu giao hữu Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, phủ nhận thông tin phải tự chi trả tiền ăn ở trong thời gian du đấu tại Hàn Quốc. Thông tin đội tuyển Việt Nam tự túc chi phí di chuyển, khách sạn và ăn uống trong chuyến du đấu tập huấn được các trang tin Hàn Quốc đăng tải tối qua ngày 11 tháng 10 và sáng nay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết đây là thông tin không chính xác. Sau trận đấu với Uzbekistan tại Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chu-si sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ phải lo chi phí di chuyển, còn lại Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, KFA, hỗ trợ đầy đủ. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc là trận giao hữu chính thức cấp độ A thuộc loạt trận quốc tế tháng 10 theo lịch FIFA. Đây là lần hiếm hoi đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội bóng thuộc top 5 châu Á ngoài giải đấu chính thức hoặc vòng loại ASEAN Cup, World Cup. Truyền thông Hàn Quốc trong thời gian gần đây đặt nhiều câu hỏi cho KFA về lý do chọn đội tuyển Việt Nam làm đối thủ cho đội tuyển xứ Kim Chi. Thứ hạng giữa hai đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA có cách biệt lớn. Do đó người hâm mộ Hàn Quốc lo ngại về hiệu quả chuyên môn của trận giao hữu này. Trang News 1 và một số kênh truyền thông Hàn Quốc khác dẫn lời một quan chức của KFA cho biết trận đấu này được tổ chức theo đề nghị của VFF. Theo đó, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc không phải trả tiền để mời đội tuyển Việt Nam sang thi đấu. Mặt khác, KFA xác định cần sắp xếp cho đội nhà thi đấu với đối thủ châu Á để chuẩn bị cho ASEAN Cup. Vị quan chức này cũng cho biết đội tuyển Việt Nam phải tự trả tiền máy bay và khách sạn trong chuyến tập huấn. Tuy nhiên, thực tế VFF chỉ lo tiền vé máy bay, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc hỗ trợ toàn bộ các chi phí khác liên quan đến ăn ở và tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tập huấn ở nước bạn. VFF và KFA có quan hệ hợp tác trong vài năm gần đây. Đội tuyển Việt Nam được hỗ trợ tập huấn nhiều lần ở Hàn Quốc, thậm chí ăn tập ở trung tâm thể thao Paju, nơi thường phục vụ các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia xứ Kim Chi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.